Rồi hello anh em nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về hướng dẫn về cách lập trình robot Fanuc. Video trước là bị bản quyền nên hôm nay mình sẽ làm lại video bảng điều khiển bằng tiếng Nhật nha. Và điều khiển hôm nay lập trình tạo chương trình cho robot Fanuc M16IB tải 20 kg nha, có thể làm robot hàng hoặc là robot gấp các linh kiện nhỏ. Rồi ok, đây là mình mở chương trình lên thì bảng điều khiển nó sẽ giống như thế này đó. Rồi thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em là cách đặt tên chương trình, tạo chương trình, rồi cách di chuyển lưu điểm, rồi cuối cùng là mình sẽ cho chạy tự động, cho chạy auto. Ok, thì đầu tiên thì mình giới thiệu sơ về các cái phím chức năng của nó. Còn có các phím như hai phím shift nè, rồi các phím chức năng là F1 tên F5 này, này là phím cancel này, này là enter này, rồi tất cả các số, rồi này là tăng giảm tốc độ cho robot thì có cộng trừ, đó là cả 60 của robot. Ok rồi, mình bắt đầu vào tạo chương trình cho robot nha. Thì mình giới thiệu sơ qua thêm phần là có các dòng robot như Fanuc 2000 AA, đó tải 165 kg hoặc là tải 200 kg, đó tải 200 kg. Dòng này thì tải 165 kg, nó có robot bấm hàng bấm luôn hoặc là gấp bao, nó có dòng robot gấp bao. Còn này là robot nhỏ để gấp tải tối đa 20 kg thôi. Rồi bắt đầu mình vào tạo chương trình nè. Đầu tiên á, để tạo chương trình á thì chúng ta bắt đầu nhấn vào phím này, bảng điều khiển tiếng Nhật. Khi nào anh em nào cần thì xài tiếng Anh thì cứ comment dưới thì mình sẽ làm video hướng dẫn về sử dụng tiếng Anh luôn. Mình có phím tiếng Anh luôn, bàn phím và tủ tiếng Anh. Giờ mình làm tiếng Nhật nha, anh em yêu cầu tiếng Nhật nhiều nên mình sẽ làm tiếng Nhật nha. Rồi mình sẽ bấm F2 này, F2 là cách tạo chương trình này. Rồi sau đó thì mình sẽ nhấn nút mũi tên đi xuống để mình chọn chế độ chữ. Này là chữ in đậm này, in đậm nha. Xuống nữa thì đó là chữ in đậm. Xuống nữa là chỉ có một chữ in đậm thôi. Dưới là tiếng Nhật luôn rồi. Rồi ok, mình sẽ lưu bằng chữ in đậm nha. Mình nhìn từ F1 đến F5 đó, có tất cả các phím của mình. Rồi bắt đầu lưu tên này. Nè, tên của mình nằm trong ô trống này. Và chữ thì chọn dưới này. Đó, từ F1 đến F5. Ví dụ như mình lưu tên chương trình là tên Thắng nha. Đó. A N G. Rồi số thì mình cứ thêm này, mình thêm lưu thêm số 1 nữa. Tại vì nãy mình có lưu tên Thắng rồi đó, mình lưu thêm số 1 nữa. Rồi số 1 là số cuối. Xong thì nhấn Enter. Đây nút Enter này, Enter. Tiếp Enter thêm cái nữa. Đó là tạo xong chương trình. Và lưu tên đó, tên Thắng số 1. Rồi chương trình của mình. Rồi sau đó thì muốn điều khiển thì trước hết là phải điều khiển robot, muốn lưu thì phải điều khiển robot. Điều khiển robot thì mình nhìn phía sau này có hai nút màu vàng này. Đây là hai nút sạc vô. Thì chúng ta sẽ nhấn nút sạc vô. Xem là giữ hai nút phím shift, hai phím màu xanh này là có gọi là phím shift. Phím nào cũng được, một trong hai phím, xong rồi nhấn reset. Nút này anh em cứ nhìn theo và làm theo reset. Đó, khi nào cái dấu màu đỏ hết, đó, phím màu đỏ ngay này hết ạ, thì là đã mở on sạc vô xong. Này, bấm này. Đó, mất. Và đóng tủ, đóng sạc vô. Rồi bắt đầu ngay vị trí đầu tiên thì vị trí đầu tiên của robot đây. Đây là vị trí đầu tiên thì mình sẽ lưu vị trí này là vị trí đầu tiên nha. Rồi. Để lưu vị trí đầu tiên thì chúng ta sẽ nhấn F1, có hai cách lưu. Chúng ta sẽ nhấn F1 nha. Nhấn F1 là nó sẽ lưu, là nó lưu thẳng cho mình là %. Luôn cho mình %.
100% nha. Còn mà cách lưu thứ hai thì mình thả nút shift ra, mình sẽ nhấn F1. Nó để mình chọn chế độ lưu thì nó có phím số 1 là phần trăm này, số 2 là milimet trên giây này, second đó, SEC là second viết tắt của giây đó, milimet trên giây này. Đó, số 3 cũng vậy, ngàn milimet trên giây, số 3 là 100 milimet trên giây. Thì mình cứ chọn phần trăm, mình lưu cho nhanh. Đó, ok. Rồi, bị dư rồi, dư thì mình xóa đi. Xóa thì mình đã có video cách xóa chương trình rồi hết rồi. Thì anh em cứ xem và làm theo thôi. Yes. Rồi xóa. Ok, rồi bắt đầu mình lưu điểm thứ hai. Thì mình sẽ bấm di chuyển robot sang điểm số 2. Mình chuyển sang chế độ 30 tọa độ XYZ nè. Phím này là để chuyển tọa độ XYZ này nha. Rồi bắt đầu di chuyển. Di chuyển, tăng tốc độ lên nè. Tăng tốc độ nha. Rồi mình di chuyển robot sang vị trí số 2 đây. Đây là vị trí số 2 của robot này. Đó. Ok, sang vị trí số 2 thì tiếp tục lưu, bấm F1, giữ shift bấm F1 là nó sẽ lưu. Đó, điểm số 2. Rồi bắt đầu di chuyển sang điểm số 3. Di chuyển sang điểm số 3. Đây, robot đang ở vị trí số 3. Đó, robot quay đầu ở bên kia. Ok, rồi, lưu. Bấm F1 lại lưu. Rồi, điểm số 4. Bấm cho giá xuống. Mình vẫn cứ lưu tương tự, giá xuống. Rồi, điểm số 5. Giữ lên. Ok. Rồi, mình lưu đơn giản 5 điểm. 5 điểm. Sau đó mình sẽ chơi lại cho anh em xem nó di chuyển như thế nào nha. Chơi robot thì hai phím này là để chơi lại những điểm mình đã lưu để cho anh em xem. Rồi chơi. Đó, bấm phím này thì robot nó sẽ di chuyển như này. Tại vì con mình nên không có người quay. Bằng chơi này thì ok, bây giờ mình sẽ làm video mình chơi sau. Rồi, giờ mình sẽ tiến hành là cho chạy tự động luôn, cho chạy auto luôn. Chơi xong nha. Rồi mình add vào nè, chương trình vào. Hai small. Enter. Thôi mình chèn thêm điểm vào. Phần chèn điểm thì mình đã có video rồi, thì anh em cứ vào phần trang của mình mình xem lại. Rồi thêm điểm cho chạy tự động. 5 1 1. Enter. Rồi, dưới cuối cùng 1 5 2 1. Rồi xong. Đó, xong, bắt đầu cho chạy tự động này. Anh em muốn cho chạy tự động thì mình phải tắt robot. Tắt robot, chuyển sang off. Sau đó trên trên bảng trên tủ thì chuyển qua sang auto, nút chuyển sang auto này. Rồi tôi về đây nhấn nút reset. Đó, tủ đóng sắp vô. Tốc độ thì mình phải giảm tốc độ xuống, tốc độ đang nhanh quá. Đó, 2. Ok, nhấn sắp vô thì robot nó sẽ chạy. Robot đang di chuyển. Mình tăng tốc độ lên xíu này, tăng tốc độ này. 5 10. Đó, vô di chuyển đó. À, chế độ chạy tự động. Thì anh em nào xem mà không hiểu với phần nào hoặc là muốn biết tới phần nào thì hãy để xuống phần comment. Thì mình sẽ làm video tiếp theo về vấn đề mà anh em đang thắc mắc. Rồi anh em nào có nhu cầu mua robot thì cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo, mình có để trên phần mô tả hoặc là bình luận vào phần cuối video, mình sẽ trả lời.
và sẽ tư vấn miễn phí cho anh em về cách lựa chọn các dòng robot phù hợp. Đây là dòng robot 16IB này, tải 20kg này. Các dòng này là như robot 2000IB này, tải 165kg, 165F đó. Robot nó đang bấm. Thì robot hàng hoặc là các gấp sơn các thứ hoặc là hệ thống thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua mình đó. Hôm sau anh em nào có cần tư vấn về làm video tại chương trình về robot pha nút này mà bằng tiếng Anh á thì mình cũng sẽ làm cho một video cho anh em. Rồi đây là phần hệ thống tủ robot Kuka anh em. Rồi ok, bye bye anh em. Nếu anh em thấy video hữu ích thì hãy cho mình một like và một lượt đăng ký kênh để cho mình có động lực để ra được nhiều video hay và hữu ích hơn cho anh em xem. Ok, tạm biệt anh em.